ví bằng chúng ta nói mình giao thông với ngài mà còn đi trong sự tối tăm ấy là chúng ta nói dối và không làm theo đáy thật câu kinh thánh tiếng việt và tiếng anh cũng như trong nhiều bản dịch thì câu kinh thánh này không có sự khác biệt nhiều à, rất là rất là gần gũi rất là chính xác ví bằng hay là nếu nếu chúng ta nói mình được giao thông với ngài được thông công với ngài nếu chúng ta nói mình có một cái mối thông công với Chúa hay là có nghĩa là nếu chúng ta nói rằng là chúng ta theo Chúa, chúng ta đương ở trong Chúa, cái mối khi theo Chúa tin Chúa tức là một cái mối thông công chứ không có nghĩa là chúng ta chỉ là một cái lời tuyên bố thôi quý vị giống như một người nào đó tuyên bố mình à, tôi làm việc gì đó họ có thể bày tỏ ra họ công bố hoặc là thậm chí họ cũng có những cái danh hiệu là người theo Chúa họ có thể đeo thánh giá, họ có thể ở trong một cái giáo hội là member của một cái giáo hội. Nhưng mà đó không có nghĩa là người giao thông với Chúa. Hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Giao thông có nghĩa là có một cái mối liên hệ gần gũi chứ không có phải là mình thấy từ xa xa, không phải là mình biết hay là cũng không phải là mình chỉ tin tưởng vào người đó cho nên nếu chúng ta nói mình giao thông với ngài ở đây thánh giang nâng lên một cái bậc là chúng ta thật sự có một cái mối thông công giống như là măng ách như chú dùng đó mang ách là rất là thông công à, nói như thế hay là làm một chú nói rằng Paulo nói rằng chúng ta được làm một tôi chúng tôi được làm một với ngài à, thì thưa quý vị tất cả những cái mô tả đó hay là vợ chồng Chúa gọi hội thánh là vợ và đấng Christ là chồng chúa gọi chúng ta là chi thể và ngài là thân có nghĩa là có một cái mối liên hệ nó rất là gần gũi chặt chẽ chứ không có nghĩa là xa xa không có nghĩa là lưng chừng và đó chính là cái fellowship cái đó chính là cái mối thông công giữa chúng ta với chúa và thánh giang nói rằng nếu mà chúng ta nói rằng mình thông công với chúa mình làm một với Ngài, mình theo Chúa, mình ở trong Ngài, mà còn đi trong sự tối tâm thì chúng ta nói dối. Đó là một cái lời nói dối, không có thật. Và chúng ta không có bước, không có sống theo lẽ thật đâu. Mà chúng ta thật sự là một người dối gạt thôi. Thì thưa quý vị, trong đời sống của tôi và quý vị thì chúng ta có thể thấy cái sự dối gạt nó nhiều lắm. Dối gạt tức là chúng ta công bố bằng lời nói, bày tỏ bằng lời nói hoặc là bằng hành vi và thậm chí đôi khi bằng cái sự yên lặng để chúng ta có thể đánh lừa người khác, để chúng ta có thể khiến cho người khác à, hiểu về mình nó không có đúng trong khi thực tế thực chất của nó là khác nhưng mà chúng ta bày tỏ thì nó ngược lại. Và khi dối đó thì người ta phải dùng những cái bình phong Những cái cách để mà che đậy Người ta phải sử dụng những cái điều mà nó mang cái tính cách na ná Chẳng hạn như bây giờ mình muốn làm tiền giả Thì cái đồng tiền đó dĩ nhiên là không phải là cái tờ giấy mà chúng ta nói tiền được Tiền giả là cái tiền rất dốc Chúng ta có thể nhìn thấy Quý vị có thể nhìn thấy cái đồng tiền đó và đôi khi chúng ta vẫn bị lầm Cho nên Quý vị thấy đó Là giữa cái giả với cái thật đó Nó cũng gần với nhau lắm Và nhiều khi người ta Có những người vẫn an lòng Khi mà mình thấy mình sống một cách giả dối như vậy Và mọi người vẫn chấp nhận Mọi người Người ta vẫn tưởng Chẳng hạn như bây giờ Cái gì mình cũng nói tới cái từ chúa hết Và họ nghe tới chúa là họ sợ rồi Họ nghĩ chắc là có chúa thật Hay là cái gì mình cũng đưa kinh thánh ra mình nói Đây, kinh thánh nói có nhiều người vậy trưng dẫn kinh thánh câu đoạn ở đâu à, và mình nghĩ uh, rằng mình cái cách đó là mình lừa dối được một số người và thiệt trên thực tế thì họ cũng đã lừa dối được chứ không phải là không à, có nhiều người vì ở cái trình độ không phân biệt được à, giống như bây giờ tiền đâu phải là ai cũng biết nếu quý vị đưa cho một uh, xin lỗi mình đưa cho một trẻ con một đứa nhỏ thì dĩ nhiên là cái đồng tiền giả với đồng tiền thiệt thì nó phải à, coi như là bị đánh lừa thôi nó không biết gì cả à, rồi những người mà không có à, chuyên môn những người mà có thể nói rằng là bình thường thì có thể cũng vẫn bị gạt à, vì những cái giả đó à, nhưng mà quý vị thấy đó khi tiền người ta cũng phải đưa qua máy để thử à, dùng những cái bút để thử rồi người ta mới biết đó là thật hay giả à, và những người chuyên môn thì người ta sẽ phát hiện ra chẳng hạn như những người làm ở ngân hàng hay là những người chuyên môn sử dụng những số tiền và họ có thể chết lại thì quý vị thấy rằng họ có thể nhận ra như vậy thì để nhận ra cái sự giả và thật đó nó cũng khó lắm quý vị thấy chưa như vậy thì trong cái con đường theo chúa cũng sẽ có rất nhiều những cái sự giả dối và kinh thánh có nói rất nhiều về cái sự giả dối ở trong cuộc sống của những người theo Chúa. Chẳng hạn như là một người ghét người khác sống một cái đời sống ghen tị. À, lúc nào cũng ghen tị hết, lúc nào cũng uh, ghét anh em mình ấy, thì cái người đó là người cũng nói dối, nói nếu, nếu họ nói họ theo Chúa. Đấy. Hay là ở đây thì Thánh Văn nói rằng là nếu mà mình sống ở trong sự tối tâm, bước đi trong sự tối tâm thì mình cũng là nói dối. Tại vì không có thể nào mà mình theo Chúa thật sự không có thể nào mà mình ở trong chúa thật sự mà mà mình cùng một lúc đó mình là sống trong cái con đường tối tâm là con đường của ma quỷ cho nên ở đây cũng như chúa giêsu cũng đã nói đó là nhìn trái thì biết cây đó à, nếu mà nó cái đất trái cây đó là cái ổi mà mình nhìn vô mình thấy toàn là à, cái trái à, lạ quá không phải là trái ổi mà là trái xoài chẳng hạn mình cứ nói đây là cái ổi thì đó là một cái sự nói dối thôi đánh lừa người khác thôi. À. Vì vậy đó cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong đời sống của chúng ta Thầy Chúa thì ma quỷ vẫn sử dụng cái sự nói dối đó để mà dẫn chúng ta tiếp tục sai lạc. Ở trong thưa quý vị, ở trong Tin Lành văn đoạn 8 câu 44 câu... các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình, vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người chẳng bền giữ được lẽ thật và không có lẽ thật ở trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nó nói theo tánh riêng mình vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. À. Như vậy thì quý vị thấy đó, à văn đoạn 8 câu 44 là ma quỷ là cha của sự nói dối. À. vừa lúc ban đầu thì nó là cái giết người rồi không bền giữ được lẽ thật và không có lẽ thật ở trong nó đâu. Đấy. Ở trong uh, Tình thì dân văn đoạn 8 câu 44 thưa quý vị. Như vậy thì uh, chúng ta thấy rằng là ma quỷ là cha của sự nói dối. Và tại sao con cái của Chúa lại vẫn nói dối? Là bởi vì ma quỷ vẫn còn ở trong họ và vẫn còn điều khiển họ. Thật ra thì họ đương giao thông với ma quỷ chứ không có nghĩa là họ giao thông với Chúa. Họ có mối thông công với ma quỷ, chứ không phải là mối thông công với Chúa. Và đó là lý do mà Thánh Giang nói rằng người sống như vậy mà vẫn nói rằng là mình đương ở trong Chúa thì đó là một người nói dối. À, và dĩ nhiên những người nói dối như vậy thì chúng ta đừng có tin. Và thưa quý vị, à, Kinh Thánh cũng nói rằng chớ hề dối mình. Chứ là không khinh dễ đâu. À, cho nên mình không có nên sống một cái sự gian dối quý vị. Ở trong cuộc đời này người ta cũng có nhiều người thành công nhờ có sự gian dối. Có nghĩa là người gạt người ta gạt người khác để người ta có thể kiếm lợi, kiếm danh. Nhưng chúng ta là những người theo Chúa. Chúa là chân thần. Đức Chúa Trời là thần. Và Ngài, nếu ai đến với Ngài phải đến bằng tâm thần và lẽ thật. Đấy ở trong gian đoạn 4 của 24. Như vậy thì tại sao chúng ta lại dùng cái sự giả dối? Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng rất nhiều Tôi thưa quý vị là nhiều cơ đốc nhân giả dối Nhiều giáo hội giả dối mà Chúng ta nói điều này không phải công kích ai hết Nhưng mà đây là một cái thực sự Mà chính Chúa cũng đã nói và nhắc nhở rất nhiều Bởi vì cái sự giả dối đó là chúng ta đương ở trong Cái sự điều khiển của ma quỷ mà chúng ta không biết có thể là chúng ta không biết chúng ta nghĩ rằng một cái cách sống như vậy đó thì cũng ok rồi có nghĩa là người ta vẫn chấp nhận được mình nhưng mà thật sự ra đó là một cái sự dạ dối vì vậy cho nên chúng ta không đi trong cái con đường dối gạt đó bởi vì dối gạt nhiều cái nó cũng lý thú lắm quý vị giống như quý vị thấy những ảo thuật những ảo thuật đó là một cái sự dối gạt thôi đấy à. Và chúng ta cũng vẫn thấy thích thú khi mà thấy tại sao một người họ nằm ở trên một cái cái kiếp mà cái kiếp đâm lũng qua người của họ mà họ vẫn còn sống, vân vân. Một người chặt cái tay thấy cái dao nó vào nửa cái tay rồi đó. Máu nó tung tóe ra. Nhưng mà sau đó thì cuối cùng cái tay đó nó vẫn bình thường. Thì đó những cái hình thức dối gạt đó, nó nghệ thuật dối gạt đó thì chúng ta vẫn cảm thấy thích thú lắm và ngày hôm nay chúng ta thấy là người ta có thể sử dụng nhiều điều để mà dối gạt nhau ở trong nhiều lĩnh vực có những cái dối gạt nó chỉ mang cái tính vui vui chẳng hạn như là ảo thuật nhưng mà có những cái dối gạt nó dẫn tới nhiều cái sự tai hại chẳng hạn như là chúng ta chỉ làm đánh gạt người khác để mà tráo đổi hoặc là làm những cái điều mà để đem cái lợi cho mình mà làm cái thiệt hại cho người khác À, ngày hôm nay rất nhiều những cái cách người ta gọi điện cũng dối gạt khắp nơi à, hoặc là những cái tin nhắn dối gạt à, những cái con người người ta cũng có thể đến với chúng ta với một cái một cái hình thức ở bên ngoài chẳng hạn ha người ta có thể hóa trang ở bên ngoài y như là một người khác gương mặt của một người nhưng mà sự thật ở bên trong là một người khác và rất nhiều những hình thức tôi không biết rằng trong tương lai cái nghệ thuật giấu gạt này người ta có, có thể là đi tới mức độ đàn nào nữa à, giống như bây giờ quý vị có thể nghe một cái câu điện thoại mà với giọng nói của người thân mình à, bảo mình phải chuyển tiền bảo mình phải làm việc này việc nọ để mà có thể ở trong một cái hoàn cảnh nào đó rất là cấp thiết à, nhưng mà đừng vội tin quý vị hãy cẩn thận rất nhiều những câu điện thoại nói về lý do là mình thế này thế kia phải nộp tiền vào lý do là mình có vấn đề này vấn đề kia với cơ quan này với quan nọ à, chúng ta hãy cẩn thận à, và ngày hôm nay tôi thưa với quý vị rằng ngay cả những cái người mà họ đưa ra những clip họ khuyên nhủ người khác là cẩn thận đó rồi sau đó họ nói là chính họ cũng bị luôn chính bản thân của họ là cái người đã biết trước mà khi có sự dối gạt đến thì cuối cùng là vẫn bị đó là tôi nói bên, bên ngoài nhưng bây giờ quay trở lại với cái, cái câu kinh thánh mà chúng ta học hôm nay đó là nếu chúng ta nói Mình thấy Chúa Mình giao thông với Ngài Mình là con của Chúa Mình hầu vị Chúa Đấy Nếu chúng ta nói như vậy Và hàng ngày chúng ta vẫn thể hiện như vậy Đấy hàng ngày chúng ta vẫn nói Ok tôi là người hầu vị Chúa đây Tôi là con của Chúa đây Và miệng của mình lúc nào cũng nói tới Chúa Trên ngực của mình lúc nào cũng đeo thánh giá Ví dụ như vậy Cái điều đó là tốt chứ tôi không có nói rằng là nói về Chúa hay là trên ngược đeo thánh giá là sai không 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 có không có sai nhưng mà nếu tôi chỉ dùng điều đó như là một cái nhãn mà bên trong nó không phải nếu tôi dùng điều đó như là một cái bình phong để mà che đậy một cái cuộc sống hoàn toàn ngược lại thì tôi xin thưa với quý vị rằng cái điều đó nó không Ít lợi gì cho chính bản thân tôi hết nha và nó có hại nữa nếu ru ngủ mình ở trong một cái tình trạng mà mình cảm thấy an lòng mình cảm thấy được rồi được vẫn mọi người tôn trọng giống như các thầy pharisi các thầy thông giáo ai cũng gặp họ chuối cúi đầu để mà chào họ ai cũng xưng họ là những thầy tế lễ ai cũng cũng có thể nói rằng là đến hỏi họ nhiều điều về đạo đức về đức chúa trời nhưng mà đến cuối cùng họ đi địa ngục thì ít gì đâu cho nên thưa quý vị Chúng ta đừng có bao giờ chúng ta hài lòng Đừng có bao giờ chúng ta cảm thấy rằng Cái đời sống của mình Mà được mọi người ở bề ngoài công nhận Thì chúng ta yên tâm Bởi vì đó là cái sự thứ nhất Là chúng ta dối chính bản thân mình à, Chớ hề dối mình Chúng ta đừng đánh lừa mình Đừng lấy nghe làm đủ Mà lừa dối Tại sao họ lừa dối Tại vì sau khi họ nghĩ họ nghe nhiều quá rồi Họ đi nhà thờ nhiều Là tốt lắm rồi Họ yên tâm có người họ đến nhà thờ và nói tôi là đạo theo Chúa nhiều năm. Tôi biết kinh thánh nhiều lắm. Đấy. Nếu mà ai giảng, ai nói một cái gì đó khác là tôi cãi lời liền. Nhưng mà chính bản thân của người đó thì không làm theo lời Chúa. Mà người đó chỉ thỏa mãn vì vấn đề là mình biết kinh thánh. Đấy. Quý vị thấy không? đó là một cái sự dối gạt. Hay là có nhiều người ví dụ như lên một cái chức nào đó ở trong giáo hội. À và mình lúc nào mình cũng cảm thấy chà bữa nay là mình cái chức cái ông này rồi là chấp sự là elder là thư ký là trưởng các chấp sự là thầy truyền đạo là mục sư là linh mục là giáo hoàng và họ thấy thỏa mãn lắm thưa, thưa quý vị họ cảm thấy cho bên nay mình là là hồng y là giáo hoàng là giám mục là mục sư là hội trưởng như vậy thì mình cảm thấy rất là thỏa mãn cũng giống như các thầy tế lễ và các thầy tế lễ cả ngày xưa thôi và cuối cùng họ đã giết Chúa à, Nhưng mà họ không bao giờ biết rằng họ sai lầm Thì đấy là một cái tình trạng mà Chúng ta thấy rằng nó phổ biến rất là nhiều à, Chúng ta không nói điều này để xét đoán hết Tôi không có ý đó Tôi thưa quý vị Nhưng mà mình muốn nói đến lời của Chúa nhắc mình rằng Cái sự giả dối đó Nó có thể lòng vào trong rất nhiều hình thức Và ngày xưa khi quý vị thấy đó Ma quỷ nó ở trong đồng vắng cám dỗ Chúa Giêsu Tại vì kinh thánh dùng cái chữ ma quỷ Cho nên mình mới biết đó là ma quỷ Nhưng mà nếu mà bây giờ quý vị không có không có biết đó là ma quỷ đi Quý vị sẽ thấy nó nói chuyện thế nào nó trưng dẫn kinh thánh Nó là có lời chép rằng à, à, Ngươi thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình Và é e cho ngươi vấp nhầm hòn đá trắng Với kinh thánh rõ ràng Cho chúng ta thấy rằng là Một ai đó trưng dẫn một câu kinh thánh như vậy Thì quý vị nghĩ sao vì cứ nghĩ rằng như vậy là cái lời khuyên tốt lắm nha Cái lời khuyên tốt lắm Cũng giống như cái ông tiên, tiên ti già và ông tiên ti trẻ đó Ông tiên tri trẻ thì chú bảo là hãy đến nói tiên tri rồi đi về ngay Đừng có ghé bất cứ chỗ nào hết Nhưng mà cái ông tiên tri già đó ông gặp Ông gặp và ông nói rằng là mời vào nhà à, Thì uh, ông kia nói không Tôi không có đi đâu, tôi không vào Chú bảo tôi như vậy Ông nói đây chú cũng bảo tôi Chú bảo tôi lần lấy đây để đón anh và mời ông tiên tri vào nhà của tôi, đấy và tôi là người theo 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 Chúa tôi là tiên tri già đây mà tôi là lâu năm hơn, làm sao mà ông trẻ mà ông lại băng tôi được? và quý vị thấy rằng cuối cùng thì ông tiên tri trẻ đã bị gạt liền, ông nghĩ rằng cái ông này ông già hơn ông này ông hầu vị Chúa nhiều hơn lâu năm hơn kinh nghiệm hơn và Chúa cũng báo cho báo cho ông mà chắc ở nơi mình để có một cái gì đấy sai trật và từ cái chỗ đó ông tiên tri trẻ đã quay trở về nhà của tiên tri già và cuối cùng cuối cùng thì tiên tri trẻ đã bị chết. À, bị sư tử đi giết chết. Vì lý do là ông ta đã bị dối gạt. Cho nên thưa với quý vị, ngày hôm nay chúng ta hãy cẩn thận chứ đừng có bao giờ đơn sơ đến cái mức độ là chúng ta nghe ai nói chẳng hạn như nói rằng oh, tôi cũng là có Chúa đây mà. Tôi cũng theo Chúa đây mà là anh em của mình đây mà. Tôi là người hầu vị Chúa đây mà. À, và có rất nhiều người cảm thấy rất là thỏa mãn Khi ở một cái vị trí nào đó Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị Để chúng ta hãy kiểm tra lại cái mối thông công Ở đây, ở trong dân nhất đồng một câu sáu Thì chúng ta thấy rằng à, Thánh Giang đương đề cập đến cái mối thông công Và cái mối thông công thật Chứ không phải là cái mối thông công Nó mang cái tính cách nhãn hiệu Giống như là những uh, lính kiển hồi xưa đó. Tức là thật sự ra họ cũng có trong danh sách rồi như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra là họ không có thật sự là những người lính. Đấy, chỉ bề ngoài thôi để mà họ đánh lừa người khác. Thế thì chúng ta cũng vậy. Hãy coi chừng sẽ có những cơ đốc nhân là kiến, những mục sư là kiển những linh mục là kiến, những giáo hoàng là kiển Tất cả điều đó tôi không nói ai hết. Nhưng mà tôi muốn nói rằng sẽ có và chắc chắn nó có. Nha. À. À. Vì từ cái chỗ đó đó chúng ta cần phải cẩn thận. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta đừng có chỉ nói. Có nhiều người nói công bố nói lên rằng mình có Chúa. Tôi nghe tiếng Chúa, tôi gặp Chúa, tôi trải nghiệm điều này tôi ngay ngày kia. Mà có thật không? Đấy là vấn đề. Có thật sự như vậy. Nếu chúng ta thật sự thì nói điều đó quá tốt. Nhưng mà nếu nó không thật thì đừng có bao giờ mà chúng ta giải dối hết. Bởi vì một lần giả dối thì sẽ có nhiều lần giả dối đấy đã có những người làm những phép lạ mà người khác người ta đã theo dõi và người ta quay phim lại đấy người ta theo dõi tất cả mọi sự đó và đó là không phải là thật mà đó là một sự dàn dựng nó không có thật quý vị thấy chưa đó là một sự đánh lừa Và chúng ta không có nên như vậy không nên vì muốn nổi danh à, trước đó đó thì những vị đó thưa quý vị là phép lạ có xảy ra chúa dùng người đó chứ không phải là không quý vị thế Phép lạ đã thể hiện giống như Phaolô nói đó là Đức Chúa Trời nhờ tay cậy nhờ chúng tôi Mà thể hiện cái công việc của Ngài Và Đức Chúa Trời hành động chứ không phải là chúng ta Nhưng mà sau đó Tại vì người này vẫn tiếp tục muốn nổi danh Người này vẫn tiếp tục muốn Có những cái show mà Người ta hấp dẫn hơn nữa Để người ta dân tiền vô nhiều hơn Và để cho cái công tác của mình Nó được tồn tại và phát triển Thì bắt đầu có một sự dạy vô và đó là một điều bị ổi Một điều mà nó làm mất đức tin của rất là nhiều người Cho nên tôi thưa với quý vị rằng Chúng ta đừng bao giờ giải dối Và hôm nay Đức Chúa Trời có thể sử dụng Chúng ta để cầu nguyện cho một người Đủ quỷ cho một người ra nhưng mà ngày mai chưa chắc Thấy không Hôm nay mình có thể đặt tay cầu nguyện và người ta được chữa lành Nhưng mà ngày mai hay là trường hợp khác có thể chưa chắc Nó, nó không, không không xảy ra Và điều đó cũng bình thường thôi Bởi vì ý muốn của Chúa Chương trình của Chúa Chứ đừng có bao giờ mà chúng ta cứ nghĩ rằng Mình hôm qua mình làm được thì hôm nay phải làm được Và mình làm không được bắt đầu mình giải dối Và có rất nhiều người như vậy Họ bắt đầu chỉ nhận được ơn của Chúa một, một thời gian Rồi sau đó họ bắt đầu sống theo xác thịt và sống theo ý riêng Và đó là sự giải dối Vì vậy cho nên ở đây Thánh Văn nói rằng là Nếu chúng ta nói chúng ta thật sự giao thông với Ngài Thì chúng ta phải bước đi trong ánh sáng Chứ chúng ta không thể bước đi trong sự tối tập và nếu cuộc đời của chúng ta đầy giải những cái tối tâm từ tâm trí Rồi tâm hồn của chúng ta, tâm trí, thể xác và cả tâm linh nữa chúng ta cũng tối tâm Thì tôi thưa với quý vị rằng chúng ta đương là một người dối gạt Nhạ. Cho nên chúng ta phải xin Chúa cho tôi và quý vị Để chúng ta có thể sống ở trong cái mối thông công với Chúa Và khi chúng ta thật sự thông công với Ngài Thì thưa quý vị ơn của Chúa sẽ ở với chúng ta Ánh sáng sẽ dẫn dắt chúng ta Đó. Chúng ta sẽ có một cái sự khôn sáng của chúng Có những người Chúng tôi trò chuyện mà nói chuyện với họ Rồi họ, họ thật sự ở trong một sự tới tăm Mà mình 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 giải thích Mình bày tỏ rất là nhiều Nhưng mà họ, bởi vì họ ở trong sự tối tâm Họ không thể hiểu được những điều đó Và rõ ràng Mặc dù họ là những người cũng đã biết Chúa Nhưng mà họ đương sống trong xác thịt Đương sống trong sự tối tâm đi trong những cái việc trong những cái con đường mà có thể nói rằng là những cái con đường đó chỉ làm hư mất linh hồn của họ. À. cái sự tối tâm có nghĩa là chúng ta đi lạc, chúng ta đi trong con đường của ma quỷ, chúng ta đi trong những cái con đường gặt lấy sự hư nát mà Chúa nói đó cái ai gieo trong thánh linh thì gặt lấy sự sống đời đời, nhưng mà ai gieo trong xác thịt thì những người đó sẽ gặt lấy cái sự hư nát. và rõ ràng là có rất nhiều người họ sống giận hờn, tranh đấu, bè phái ngay trong nhà thờ mà họ vẫn vô đó để bè phải và tranh chấp hơn thua và bất cứ những ai mà nói ngược lại với ý của họ họ không thể chấp nhận họ tôn họ là số một như vậy rõ ràng là họ đương đi trong sự tối tăm đấy làm sao để nói rằng họ là người có chúa được à, không có có chúa thưa quý vị cho nên chúng ta cần phải xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta kiểm tra lại cái đời sống của mình chứ đừng bao giờ chúng ta bằng lòng với nào ví dụ như bây giờ tôi tôi giảng rất là nhiều bài giảng và tôi cảm thấy thỏa mãn bởi vì tôi giảng nhiều quá, tôi giảng. Ồ, oh, được nhiều người nghe. Nó no. không phải. Để bởi vì khi mà mình rao giảng thì cái việc mà mình làm đó Chúa giúp cho mình chứ không phải là mình. Và thật sự ra tất cả mọi việc trong đời sống của chúng ta, mọi thành công, mọi sự tốt đẹp đó là ân điển của Chúa chứ không phải là mình đây, không phải là mình. Và mình đừng có bao giờ thỏa mãn với những điều đó. Bởi vì đừng có tự hào. Bởi vì khi mà mình tự hào Thì ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình Nó sẽ tấn công mình Quý vị nhớ như vậy Nếu chúng ta không biết rằng đó là ân điển của Chúa Thì quý vị thấy giống như follow đó à, Khi mà ông ta chữa lành cho một người què Một người què từ thở nhỏ mà bước đi được ở trong công vụ của sư đồ đồ 14 đó quý vị thấy đó. Thì lúc bây giờ người ta đem tràng hoa đến liền. <laughs> người ta tôn xưng phao là một vị thần phô và ba ba là hai vị thần Và họ đem tràng hoa Họ đem tất cả những của lễ đến để mà dâng cho phô Quý vị thấy chưa Và nếu ở đây phô cảm thấy Đây là cơ hội để mình nổi danh luôn Thì lúc bây giờ ông sẽ chấp nhận điều đó Và ông trở thành vị thần rồi Và từ đó người ta sẽ tôn ông Đây phô đặt ông ở trong đền thờ thưa quý vị ở trong đền thờ của À, người La Mã của người Hy Lạp Quý vị thấy chưa Như vậy thì rất là nguy hiểm à. Cho nên khi mà chúng ta sống Mà chúng ta không có chân thật Khi chúng ta coi đó là Những gì mà chúng ta Những thành quả của chúng ta đó là do chính bản thân mình Thì đó là sự giải dối rồi đấy. Đó là bắt đầu Có sự giải dối rồi đấy. Và ma quỷ sẽ thấy được bên trong chúng ta có, có sự giải dối Thì ma quỷ sẽ Tiếp tục tấn công chúng ta và nó sẽ đưa những tràng hoa tới Ở trong công vụ của sư đồ đầu 14 bốn vị đọc đi kinh khủng và phô lô và phô lô và ba năm phải xé áo của mình à, hai ông phải sắn vào trong giữa cái đám đông đó và la lên rằng không được cái này làm sai rồi không có đúng tôi là người bình thường à, tôi rao giảng cho anh em và tất cả những cái điều đó là đức chúa trời làm ân điển của chúa chứ không phải là tội quyền năng của chúa chứ không phải là tội và quý vị thấy đó, Phaolô đã bước đi trong sự thông công với Chúa. Phaolô biết rất rõ, Phaolô không thể dối gạt điều này được. Còn chúng ta ngày hôm nay hãy cẩn thận, bởi vì nhiều khi thưa quý vị, chính chúng ta được nổi danh, chúng ta ở một cái vị trí nào đó rồi bắt đầu chúng ta nhận cái đó là của mình, mình xứng đáng lắm cho nên mình mới làm mục sư, mình xứng đáng lắm cho nên mình mới làm hội trưởng, mình xứng đáng lắm cho nên mình mới làm giám mục, mới làm hồng y đây và lúc bây giờ bắt đầu chúng ta sống ở trong cái vị trí đó và chúng ta loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta và bắt đầu chúng ta đi trong cái sự tối tăm kinh thánh nó dùng là à, người nào mà đi trong sự tối tăm thì người đó không có Chúa Đấy. nếu mà sống giống như các thầy Pharisee -si, các thầy thông giáo ghen ghét người ta bắt bớ người ta nhưng người ta làm những điều tốt ông ê tiên ông rau giảng tại sao lại ném đá ông thưa quý vị thấy không Đấy. không thể ném đá được một con người người ta đứng làm chuyện tốt mà tại sao là mình chủ trương như vậy rồi ông đó sau lơ follow đó xin cái trác để mà bắt hết tất cả những người họ theo chúa giêsu những người theo chúa giêsu quá tốt mà tại sao không tìm hiểu về họ thấy không đời sống của họ thật sự là những con người thay đổi được phước và họ đi trong ánh sáng họ sống trong lẽ thật nhưng mà lại bắt bớ và thậm chí có thể xúi dục nhiều người ném đá và giết người ta nữa bỏ tù người ta nữa như vậy thì quý vị thấy rõ ràng đây là tối tâm cho nên nếu chúng ta sống ở trong cái sự ghen tị ngày hôm nay nếu mà giáo hội này giáo hội kia trù dập nhau bắt bớ nhau tố cáo ra chính quyền thì tôi tin thưa với quý vị rằng đó là tối tâm anh em với nhau những người hầu với Chúa mà nó xấu với nhau tranh giành tín đồ đó là tội tâm nếu chúng ta vì một cái lý do lợi nhuận của mình mà chúng ta bắt đầu đi biêu xấu có nhiều người vậy đó đi săn tìm những cái chuyện bất cứ của ai có cái chuyện gì đó, là nêu lên bởi vì người nào không có những cái điều bất toàn quý vị bởi vì có người mà nếu quý vị đi tìm tất cả những cái bất toàn ông nào cũng có hết và nếu một người xấu đó thì người ta sẽ lấy cái điều xấu đó để người ta hạ bệ người khác để người ta có thể à, tạo ra một cái ảnh hưởng xấu và cản trở những người khác để mà đem cái lợi về cho mình thì đó là tối tâm đó là tối tăm, đó là sự ghen ghét của các thầy thông giáo các thầy pharisee -sí. rõ ràng nếu quý vị gặp họ thì họ cũng sẽ nói những cái lời nghe hay lắm đây là người phạm thượng đây là người mà chống lại chúa đây là người nó phạm đến danh đức chúa trời họ từng họ từng tố cáo chúa giêsu như thế à, và ông ê tiên tại sao người ta ném nó? tại vì ông rau giảng cho một cái nhân vật mà nhân vật này là một nhân vật mà xưng mình là đức chúa trời họ không họ bất chấp tất cả Họ chỉ sống theo ý riêng của họ Vì vậy cho nên những con người Những cái mạnh nó bao giờ cũng có những cái lý lẽ cả à, Vì vậy cho nên chúng ta phải Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy Xem lại cái đời sống của mình là Chúng ta bước đi trong ánh sáng Hay là đi trong sự tối tăm Bởi vì nếu chúng ta bước đi trong sự tối tăm thì có nghĩa là chúng ta thuộc về ma quỷ. À, bởi vì, thưa quý vị, nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng đó, sáng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta hiểu được chúng ta hiểu được à, chúng ta hiểu được tất cả mọi việc đó là một người sáng một sự việc gì nó xảy đến chúng ta sẽ phân tích ra ánh sáng của ánh sáng sẽ chiếu vào để xem xét nó rất là kỹ và ánh sáng của Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta nhận định chứ không có nghĩa là chúng ta hồ đồ chúng ta gặp một cái gì gì đó rồi khó cần biết cái gì cả bất cứ cái gì mà có có cái gì đó là mình nắm lấy có ai nói một câu gì đó đây có người nói đây và, bắt đầu chúng ta bắt đầu đi nói xấu nhau rồi kiện tụng nhau rồi bôi nhỏ nhau không nên quý vị và đặc biệt là những tôi tớ của chúa chúng ta không có nên tôi thưa quý vị đó nếu chúng ta thật sự là tô tớ của chúa thì đụng tới những cái chuyện tranh chấp những cái chuyện xác thịt thì tránh đi hãy giao cho đức chúa trời hãy phó cho đức chúa trời à, bởi vì nếu có những điều oan ức thì cũng hay học như tinh thần của của Joseph đó à, nhờ những cái oan ức đó nhờ những cái sai trạch của người khác mà đức chúa trời có thể ban phước cho chúng ta cho nên không sao cả đừng có trả thù hãy dương sự trả thù đó cho đức chúa trời và hãy cứ làm điều lành hãy phó thác đường lối mình cho đức chúa và, nhờ cậy nơi ngài thì ngài sẽ làm thành việc ấy thi thiên 37 mươi bảy câu năm xin chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta đừng giận hoãn trước nói đó, nó bởi vì cơn giận loài người không có làm nên sự công bình. Cho nên đừng có gặp một cái chuyện gì rồi mình nổi cơn lên rồi mình tố cáo nhau rồi đưa nó lên trên cộng đồng mạng có nhiều người phải bây giờ uh, tất cả đều đưa lên cộng đồng mạng hết. Đấy. những cái chuyện bị ổi, những cái chuyện không nên thì chúng ta cũng đưa lên đó. Để chúng ta nghĩ rằng một phương diện là mình đúc mình mình thắng, nhưng mà một phương diện khác thì chúng ta đương bôi nhọ danh của Chúa. Hãy cậy ơn của Chúa, hãy cầu nguyện hãy dàn xếp mọi sự ở trong ơn của Chúa, hãy xử mình à, trong cái sự dẫn dắt của thánh linh, hãy để cho Chúa dẫn dắt mình chứ đừng bao giờ chúng ta xử mình sẽ sắp xịn. Có một người à, nhắn lên Facebook họ gọi tôi nhờ tôi nói tôi nói có nó có trường hợp đó, có cái trường hợp đó, cái hội thánh đó, có cái ông, cái bà mục sư đó như thế này thế này thế này, nói với tôi à, yêu cầu tôi là nói chuyện với họ tôi nói không thứ nhất là tôi không biết được nó ở rất là xa à, và thứ hai nữa đó đó không phải là việc của tôi thấy chưa à, tôi không có trách nhiệm gì hết tôi ở xa và tôi không có liên hệ gì hết. tôi không phải là cái người cấp trên tôi không phải là cái người à, có một cái mối liên hệ gì với người đó cả cho nên tôi khuyên là xin chúa an ủi à, nếu có cái điều đó oan ức chị, oan ức gia đình thì đây là vấn đề chúng ta cầu nguyện và chúng ta à ở trong ơn của chúa xin sự dẫn dắt của thánh linh ngài chứ đừng có bao giờ mà chúng ta bắt đầu gọi hết người này gọi người kia rồi bêu nhỏ bôi nhỏ lên rồi đưa lên facebook rất là nhiều người đã làm những cái việc ngày hôm nay và đến nỗi tôi thấy có những cái câu những cái câu mà người khác người ngoại đó người ta viết lên đó là làm đau lòng lắm họ nói ủa tại sao con của chúa mà lại nói xấu nhau vậy đấy đó là những cái câu rất là đau quý vị chúng ta không bao giờ làm điều đó cả và nguyện Chúa cho tôi và quý vị chúng ta xử trong đức tin và chúng ta sống trong đức tin mà chúng ta sống trong sự dẫn dắt của thánh linh mà và nếu chúng ta sống ở trong ơn của Chúa thì chúng ta mới thật sự là đương giao thông đương thông công với Chúa còn nếu mà chúng ta xác thịt người này xác thịt thì người kia cũng xác thịt thôi và khi mà người ta nhìn thấy cái xác thịt của chúng ta nổi lên có nhiều người chỉ tranh giành vì vấn đề tài sản của giáo hội tài sản ở trong nhà thờ tiền quỷ à, không chia cho đều vân vân và vân vân à, rồi tiết đồ tranh giành nhau những chuyện đó chúng ta nên tránh bởi vì nếu chúng ta làm như vậy thì rõ ràng chúng ta đang ở trong sự tối tăm chứ không phải là ánh sáng bởi vì nếu chúng ta bị thiệt thòi thì tôi thưa quý vị rằng đức chúa trời sẽ bù tôi thành thật mà nói quý vị điều đó à ngay cả về vật chất nhất là vật chất thì quý vị thấy nó đau lắm à, rất là đau khi mà quý vị phải phải bị cái thiệt thòi vật vật chất nhưng mà cũng không có gì đâu mình uh, tin vào Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ bù lại cho mình. Và nếu Đức Chúa Trời bù cho chúng ta rồi thì cũng không có cái gì để hận thù, để cay đắng nữa cả. À, cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta hãy sống ở trong sự dẫn dắt của Chúa và trong sự thông công của Ngài. Chứ không có nghĩa là chúng ta mượn cái danh đứng cái nhãn hiệu đó rồi xong rồi bắt đầu chúng ta sống đi xác thịt. Ông Phaolô nói rằng tôi rất là ngạc nhiên khi viết thơ cho hội thánh Galati thì phong lúc nào tôi rất là ngạc nhiên tại sao từ đầu á từ ban đầu thì anh em nhờ cậy vào đấng chris bước đi trong sự dẫn dắt của chúa mà bây giờ thì anh em lại bỏ điều đó đi và bắt đầu anh em sống theo xác thịt quý vị thấy đó là một cái tình trạng mà rất nhiều cơ đốc nhân rất nhiều những người theo chúa và thậm chí những người làm chức sắc cũng rơi vào trong tình trạng này nguyên là bắt đầu á là chúng ta nhờ cậy chúa chúng ta đến và sống trong ân điện của chúa nhưng sau một thời gian khi mình đã có một chút những cái trải nghiệm những cái vốn liếng những cái vị trí rồi thì bắt đầu chúng ta bỏ đăng Chris mà chúng ta đã sống thì sắp thì sống theo một cái ngã của mình cái tôi bây giờ cái tôi đó là một cái tôi gọi là à, nó ẩn danh qua một cái một cái hình thức tôn giáo một cái chiếc áo tu đấy và xin chúa cho tôi và quý vị à, chúng ta học lời chúa thôi chứ tôi không có ý công kích và tôi thưa quý vị rằng à, chúng ta phải hết sức cẩn thận ở trên con đường theo chúa trên con đường hầu việc ngài bởi vì nếu chúng ta cái điều quan trọng đó là chúng ta được cái ơn cứu rỗi là được vào nước thiên đàng. Chứ còn không phải trên đời này. Ngày hôm qua thì có một người gọi điện cho tôi. Một uh, con cái của Chúa sau khi họ nghe những cái bài giảng ở trên cái chương trình uh, uh, chúng tôi học Kinh Thánh, chúng ta học Kinh Thánh ở đây. Thì người đó gọi cho tôi và mừng lắm. Người đó nói rằng là một sự ơi tôi tôi nhận được rất nhiều những cái điều mà giúp cho chính bản thân tôi tôi cảm thấy tôi yêu mến chúa thì gần gũi với chúa thì đó là điều quan trọng quý vị điều quan trọng là chúng ta làm sao để chúng ta có thể thật sự giữ cái mối thông công được với chúa chứ không có nghĩa là trong giáo hội tôi không có công kính giáo hội nhưng mà thưa quý vị nhiều người là thỏa mãn với cái vị trí của giáo hội sau khi mình được lên cái chất này rồi mình bắt đầu kiêu căng là sao ví dụ như bây giờ mình được cử lên làm hộ trưởng đi là mình cảm ơn chúa chứ đúng không mình càng mới khiêm hạ chứ nhưng mà khi mình lên hậu trưởng rồi cái bắt đầu mình kêu cách <laughs> lạ không vì thế lạ không mình lên một ông giáo hoàng rồi cái bắt đầu mình hành động cách rất là sai không xin chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta thật sự là những người tôi tớ của chúa và con cái của chúa và chúng ta thật sự bước đi ở trong lẽ thật chúng ta sống ở trong chân lý của chúa sống trong ánh sáng của ngài sống trong tình thương của ngài trong ân điển của ngài chứ đừng bao giờ chúng <laughs> ta À, mượn danh là Chúa Mà rồi chúng ta lại sống theo xác thị Chúng ta lại sống theo ý riêng của mình Và đặc biệt là chúng ta sống theo ma quỷ à, Và xin Chúa giúp cho tôi và quý vị Để chúng ta chiến thắng cái sự vô gạt Để trong đời sống của tôi và quý vị Chúng ta nếu chúng ta có vấp Thì đưa tay ra Xin Chúa nắm lấy mình Đừng có bây giờ nói không tôi không có vấp đâu à, Tôi không yếu đuối đâu Không Chúng ta là những con người yếu đuối và nếu có sự yếu đuối nào như Führer Thì xin hãy khóc lóc Xin hãy khóc lóc một cách đăng cay Và xin hãy đến với Chúa Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta Muốn tạo ra chúng ta là những con người Thật sự biết mình và biết Chúa Biết mình yếu đuối lắm Führer nói rằng Chú biết hết mọi việc Chú biết hết Đã. Chú biết chúng ta là cái người Xấu xa và yếu đuối như thế nào Và chú biết rằng nhờ chúa bởi chúa mà chúng ta được như ngày hôm nay và nếu chúng ta biết được điều đó giống như vậy thì thưa quý vị rằng chúng ta sẽ khiêm hạ chúng ta sẽ ừ. thật sự là những con người hầu việc biết chúa trời và dâng tất cả các sự mới đi cho chúa chúng ta không là gì cả à, và chúng ta sẽ giống như follow nói rằng đó ai nói xấu thì mặc kệ người ta chúa được vinh hiển là đủ rồi Mình xin Chúa ban phước xin chúa ở cùng chúng ta bây giờ chúng ta sẽ dành thì giờ để chúng ta hiệp chung cầu nguyện xin chúc ba phước tin chúng ta